chế độ tự động này, bấm tắt đi này, chế độ nhanh này, tắt đi này, trở về làm kem này, automatic này, chọn này, chọn các chức năng này này, 1, 2 này. Hoặc là chọn nhanh này, hoặc là chọn hát này. Thông thường thì hay chọn cái quality này, bấm start là chạy này, dừng này, trở về này. Trong này có cả giá đông này, máy bị vấn đề là chọn giá đông này. Đấy. Xả băng. Đó. Chạy về này. Quan tâm đến nút watt, nút automatic này, làm kem này, chọn chế độ nào đó trong 3 chế độ này, bấm start và làm kem. Đó, làm kem. Rồi, ok. Ok, nhìn thấy không?